rồi chị thu trên hecta một nay được 4 tấn, đời sống của gia đình cũng được ổn định hơn. Cảm ơn chương trình, chúng tôi nắm bắt được toàn bộ các khâu kỹ thuật để mà chăm bón cây cà phê, rồi thì lợi nhuận cũng. Tôi là người ở đây, người dân tộc Ede, trong ở đây từ xưa đến nay tôi như vậy là gắn bó với cây cà phê lâu năm rồi. Sau khi tập huấn trong vườn rẫy mình không nên dùng thuốc trừ cỏ ảnh hưởng cho sức khỏe là môi trường. Trong quá trình đi tập huấn về thì là nhìn cây là mình biết được lúc nào cần phải tưới nước và lúc nào mình cần phải bón phấn. Lóng sữa bò mình để ở vườn là nhằm mục đích là mình theo dõi lượng mưa ở lóng sữa bò nếu